250 là cũng nhiều đó. Ok anh, rồi anh chào một cái đi ha, anh chào một cái đi. Anh chào. Rồi anh chào một cái đi. Ok được rồi đó. Tại không chào anh ha. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình. Chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Mình tên là Nguyễn Tấn Quang, sinh năm 1964, hiện đang sống ở Đồng Nai. Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Hiện tại thì bây giờ mình cũng ở nhà chứ cũng không làm gì, sáng tập thể dục rồi cũng đi uống cà phê, đi vòng vòng trưa chảy cháo chứ không làm gì nữa. Sướng dữ vậy đó hả? Yêu hôn sớm vậy đó hả? Anh rồi hồi trước anh làm công việc gì? Trước kia thì cũng làm hồi mà chưa có bầu thường sân bay thì làm trồng lan kiểng với nuôi cá coi vật Đường Quỳnh à. Trồng lan kiểng hả? Lan kiểng hả? Rồi nuôi cá khôi. Bán hả? Kinh doanh đó hả anh? Công việc đó em thấy cũng good mà. Cho anh không làm nữa. Bây giờ đắt bồi thường sân bay hết rồi, bây giờ mình ra tái định cư nè. Không còn chỗ làm nữa. Mất đất rồi không còn chỗ làm hả? Mình có thể lấy tiền bồi thường đó mình mua một chỗ mình làm mà anh. Dạ bây giờ nói vậy chứ cũng lớn tuổi rồi, con cái rồi nó đến đâu giờ đó thôi, mình nghĩ cũng không sống còn bao lâu nữa mà. Đúng rồi, giờ đi chơi hưởng thụ phải Dạ không? em chưa biết được ngày nào nó được thôi. Anh nhưng mà khi anh bị giải tỏa vậy bao lâu rồi? Giải tỏa nay ra đây được gần 2 tháng rồi anh, Nhưng mà thời gian nó giải tỏa cho mình nó bao lâu? năm mấy rồi, năm mấy rồi. Tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Đã ly 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 hôn rồi chị ạ, Cái hôn bao lâu rồi? được trong năm nay á, được mấy tháng á. Ồ, vậy đó hả? Lý do là sao hai chồng chia tay nhau? Nói chung cũng không có tiếng nói chung nữa. Rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm thì nói chung là mình vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Khuyết Còn khuyết điểm của anh? điểm là trực tính, ngay thẳng, nhiều khi cũng nói mình ngay thẳng quá rồi cũng bị ảnh hưởng. Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Dịu dàng tế nhị, tìm người biết quan tâm chăm sóc lúc bệnh hoạn cũng như lúc bình thường. Rồi Quan trọng nhất là phải có lòng chung thủy. anh có nghĩ là người bạn của anh độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì cả 60 trở xuống thôi, nhỏ hơn tuổi mình trở xuống thôi. Anh rồi con anh như thế nào? Có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? Thì vừa rồi đó, nó cũng có hỏi ý, nó cũng có đồng ý rồi chị ạ. Anh có được tất cả mấy người con? Dạ 4 người, 3 trai 1 gái. Hiện tại là anh có sống chung với con anh không hay là sống riêng? Nói chung là giờ đang sống chung với thằng con thứ ba. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu anh? 1m56 chị. Anh muốn anh à, cô bạn của mình cao khoảng bao nhiêu?
thì nó cũng tùy duyên chứ giờ biết đâu đó mình đâu uống được. Rồi bình thường anh có hút thuốc chứ uống rượu không? Nói chung rượu thì uống khi là tiệc tùng đám cưới thôi chứ còn bình thường thì mình không uống nữa, bởi vì mình nghĩ là họ không có sức khỏe họ đi mua, mà mình có sức khỏe thì mình không thể đi bán được. Cho phi miễn phí chứ đâu bán. Video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Thì nói chung cũng mở mở rồi nhìn thấy á rồi mình mới đăng ký. Bây giờ thời gian rảnh rỗi của anh khá là thoải mái luôn, ngoài việc giải trí ra anh có sở thích nào khác nữa không? Trồng cây nuôi cá không? Kiểng không? Nói chung là sáng đi uống cà phê xong rồi cũng tới mấy ông anh mình học những cái gì hay mình học, bởi vì tuổi mình lớn rồi nhưng mà mình cũng cần cũng còn học những cái hay còn kịp mà. Anh mới năm mấy thôi phải không? 58 thôi chứ phải không? Phải 64 năm 9. không? 59 à hả? Tính theo tuổi Mỹ là anh mới có 58 thôi, chưa được 59 Mình muốn sống hơn mà. hả? Anh nói gì? Rồi gia đình của anh có được mấy anh chị em? Dạ, bốn à, năm anh chị em. Ba. Ba trai hai gái. Gia đình của anh có ở gần anh không? Gia đình của anh nó có ở gần anh không? Dạ, ở một quê. Quê anh là ở đâu? Quê quê mình ở ngoài Quảng Ngãi, mình vô đây được 31 năm. Rồi à, gia đình của anh có ai ở nước ngoài không? Dạ không chị. Anh thích một cô mà anh tìm kiếm á, cô ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Thì nói chung hồi nãy chúng ta nói rồi đó, dịu dàng tế nhị, quan tâm chăm sóc lúc bệnh hoạn đau ớn cũng như lúc bình thường, Dễ sẻ thương lẫn nhau thế dễ thôi chứ vậy. không giúp. Anh có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Dạ chưa chị ơi. Bây giờ thì trong tình yêu, trong hôn nhân anh có lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con không? Thì nói chung á mình thì tất cả những cái gì mà mình lo được thì mình phải lo thôi, chứ giờ mình biết nói làm sao đâu, mình là người tụ tập mà. Ngày lễ ngày sinh nhật của vợ anh á, anh có bao giờ tặng quà, hoặc là dẫn vợ đi chơi đi đâu không? Là hồi trước đó chị, À hồi trước chắc xin lỗi nhưng mà bó tay lúc đó cũng còn khó khăn á ở đi làm rồi hả? mình Ở cũng lo làm không? chứ mình cũng nghĩ ngợi gì. Bà xã trước của anh làm công việc gì? Thì cũng làm vườn với phụ rồi làm cây kiểng rồi đó chị. Sau khi giải tỏa ra bây giờ mới sướng phải không? Chứ hồi trước trước làm vườn cực, thời gian quá vào mất thời gian quá hả? Dạ cũng vất vả chứ phải lăn lộn nhà nông mà. Anh nhưng mà giờ làm sân bay rồi sắp xong chưa? Thì chưa đâu, một cái đường băng đầu tiên mà chưa đâu vào đâu mà. Ồ chưa luôn hả? Chưa xong. Em nghe nói làm lâu lắm rồi mà. Dạ Anh có để ý con nào trên kênh của em không? dạ Sau khi coi video của em như thế là anh có cảm thấy mến mến được cô nào trên kênh của em không? dạ cũng coi thường xuyên á, để mình cũng có để ý mà, nói chung thấy cũng có những cái gì hay hay. Anh, hồi nãy em nghe anh nói là anh tìm quá đơn giản luôn, nhưng mà nếu anh tìm đơn giản như thế thì chắc ở bên ngoài thì anh đã tìm được rồi. Chắc không, anh cũng Dạ hơi khó tính phải không? dạ
anh có khó tính trong việc tìm người yêu không? Tìm người bạn đời của mình không? Dạ không. Bao lâu rồi anh mới về quê mình một lần? Mấy năm trước kia thì cũng thường hay về là bị ông già bà già cũng bệnh hoạn đau ớn là mình thường về ngoài đó mình ở, nhưng mà hôm nay là ông bà cũng đi rồi thì mình cũng ít về. Bây giờ thì anh mới sung sướng được năm mấy nay, thì anh nghĩ là anh có làm việc lại không hay là anh nghỉ hưu luôn rồi? Dạ không, bây giờ thì nói tình thiệt là con là nó cũng đau vào đó rồi, còn mình thì già cái tuổi lớn rồi thì sống có chút ít gì đó để mà sống trong cuộc đời còn lại, chứ mình cũng không bận biểu mà cũng không dám bon chen nữa, bon chen nhiều lắm. Hồi trước á, anh làm nuôi cá hôi với lại trồng cây kiểng, anh làm được bao lâu? Đó, lúc đó chắc là cũng được mười mấy năm á. Vậy đó hả? Em thấy mà Dạ nuôi cá hôi bán cũng tiền không ha, bán cũng mắc tiền lắm à, nhưng mà đều khó khó nuôi phải không anh? không, mình nếu mình nuôi thời gian đầu thì nó cũng khó thật, nhưng mà sau cũng biết cái cách thì cũng có thể nuôi được chứ không nổi gì, nó cũng được ha. Phải có kinh nghiệm hả? Dạ Nhưng mà thời gian anh nuôi đó chắc cũng có nhiều người làm cho anh hả? Chứ mình làm đâu có dễ phải không? Còn trồng cây nữa. dạ em làm lan là lan lan trồng hoa lan á, Ồ, trồng hoa lan không phải lan kiểng, hoa lan mà để mà mình chưng rồi mình bán. thì Tết anh có đi ra ngoài bán không? Hay là không? Ta tới vườn anh tâm luôn thôi. Dạ chuyển đi không à. Bỏ mối thôi hả? Vậy là anh có tay nghề rất là cứng mười mấy năm rồi. Thí dụ bây giờ tìm hiểu một cô vừa ý anh xong á, thì khi nào anh sẽ đi tới hôn nhân được? Thì cái gì cái cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng cho nó cụ thể, chứ mình lớn tuổi rồi mà cái gì nó cũng rõ ràng, chứ đâu phải chưa vậy mà mình tấp nập thì cuối cùng nó đâu có hay ấy. Mình muốn nói là phải dứt khoát cuộc đời còn lại là mình phải chung thủy, chứ còn ngoài ra để hờ hững như cái vừa rồi thì mình thấy mình không có thoải mái, cho nên cái gì cũng phải từ từ. Nhưng mà ý em hỏi là tìm hiểu xong đó, tìm hiểu xong là cảm thấy phù hợp nhau rồi chứ đâu phải mới hỏi mới xong cái cưới liền đâu. Đó, nếu đôi bên đồng ý thì mình sẵn sàng thôi. Sẵn sàng cho hôn nhân mới rồi phải Dạ. không? Ok, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào cái gì Dạ, của cảm em nha ơn. ha. Dạ. Anh chào khán giả giùm em ha. Dạ, chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, chúc cộng đồng mạng mạnh khỏe. Anh sau video này nếu mà anh để ý cô nào thì nhắn cái số video của cô ấy qua chương trình sẽ cho anh số điện thoại để anh liên lạc với cô ấy nha. Nhưng mà nhớ là nếu mà có liên lạc với người nước ngoài á, gửi tin nhắn trước, tại vì nếu mà số lạ mình gọi vô là không bao giờ ai bắt máy ở nước ngoài đâu. Vậy ha. Và khi nhắn tin là nhớ phải kiên nhẫn nha, không phải là nhắn tin người ta trả lời liền đâu. Người ta phải rảnh người ta mới nhắn.